Welcome các cô chú bác anh chị đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Đây là một đoạn đường cao tốc nơi Uyên Quỳnh sinh sống. Đoạn đường cao tốc này thì cũng không có lớn lắm và xe cũng không nhiều lắm. Mỗi lần lên đường cao tốc mà xe nhiều, Uyên Quỳnh cảm thấy rất là sợ cả nhà. Và để quay trở lại với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của một anh ở Mỹ này khá lâu. Anh là con lai, không biết cha mẹ ruột của mình là ai. Và sau khi mẹ nuôi của anh qua đời, trăn trối lại, anh hãy đi tìm mẹ ruột của mình. Và sau đó thì là cuộc hôn nhân của anh vô cùng bất hạnh. Khi anh bị cướp bắn vào lưng của mình, thì người vợ đành lòng bỏ hai con nhỏ ra đi, để lại người chồng bị thương và hai con nhỏ bơ vơ, không người chăm sóc. Khi nghe câu chuyện của anh ấy kể, Uyên Quỳnh cảm thấy rằng cuộc đời của anh ấy giống như là một cuốn phim. Chúng ta có thể làm phim về cuộc đời của anh ấy được. Nào mời cả nhà, chúng ta cùng đến với chương trình đặc biệt hôm nay nhé. Hiện tại kênh của Uyên Quỳnh đang mở ra chương trình hội viên. Nếu ai là hội viên của chương trình sẽ được ưu đãi trong đó tùy theo cấp độ hội viên. Và Uyên Quỳnh cũng xin lưu ý các anh chị rằng khi đã quen nhau, đang tìm hiểu thì đối phương nói tới tiền, thì các anh chị hãy nên cẩn thận. Vì khi mình cho mượn tiền rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được. Nào mời cả nhà chúng ta cùng đến với chương trình hôm nay nhé. Rồi em chào anh ha. Dạ. Em rất vui chào đón anh đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Dạ dạ em cũng cảm ơn chị. Em rất vui được anh được gặp chị. Dạ. Em xin chào cả khán giả. Em tên là Hải Lê. Em ở Dallas, Texas. Nó là gần 300 năm rồi. Nhưng mà em muốn đi tìm cha mẹ em, nhưng mà em không biết ở đâu hết. Từ nhỏ đến lớn hồi đó có mẹ nuôi, rồi mẹ nuôi chết, rồi mẹ nuôi nói là để mẹ nói cho con nghe vậy. Con đi tìm ba mẹ con đi. Thấy cái ấy nó buồn buồn sao á, cái thôi nói thôi cái má đừng nói chi vậy, để hỏi mấy con đi tìm, con chỉ cho coi mẹ là mẹ của con thôi. Mà lúc cuộc con nói ra nói ra là bây giờ làm kiểu như mình hơi đầu óc nó lộn xộn chút, mình cũng biết anh nói với chị với anh tìm cha tìm mẹ mà mình thì không biết tìm bằng cách nào, thì em muốn nói là giờ nhờ chị giúp giùm em, muốn tìm mẹ em. Rồi, mẹ anh đó là tên gì? Anh có nhớ không? Tên Hải Lê. Mẹ anh á? Mẹ là tên, mẹ nuôi là tên Trung Ngọc Hòa. Mẹ nuôi của anh quê ở đâu? Ở Trung Ngọc Hòa, ở khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh. Rồi, mẹ anh sinh năm mấy? Mẹ sinh là 1937. Con ơi! Charlie Xu Pai 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 Say Dug Bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau 4072225577 Hãy phát triển hôm lấy tiền. Rồi nhận mẹ nuôi của anh, nhận nuôi anh khi anh bao nhiêu tuổi? Lúc đó hình như là được có mấy tháng bỏ trong bệnh viện á. Rồi lúc đó mẹ em là bán bánh canh ở trước ti công an cũ hồi xưa á, nếu mà nói như vậy thì mẹ em có thể biết. Rồi bỏ đi là người ta, bà bác sĩ á, người ta nói với mẹ em là ở trong đó có thằng con lai bỏ trong đó, chị muốn nuôi không, em vô ngẫm về cho chị nuôi. Rồi ngay bệnh viện cũ hồi xưa, ngay đường 30 tháng 4 á. Nói vậy thì có thể mẹ em biết được. Cho bà đó là tên là Trung Ngọc Hòa, bán bánh canh ngay đường cây sai hồi xưa, mà giờ ở nhà là khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh. Ở đó nói bà Trung Ngọc Hòa và người ta gọi là bà Hai Nen bán bánh canh á, là có thằng con lai á, là người ta biết hết. Anh rồi nói như thế thì chắc chắn là mẹ nuôi của anh đâu biết mặt tên mẹ ruột anh hả, biết không? Mẹ nuôi cũng không, chắc không biết luôn. Không có nói cho anh gì hết luôn, chỉ biết là anh mới sinh ra là ẩm gì nuôi rồi. Bà cái kiểu mà giống như bác sĩ á,
bà làm bà ra bà ngồi hết giờ bà về bà ra bà ăn bánh canh rồi cái bà nói với bà già nuôi của em là trong đó có thằng con lai bỏ trong đó đó rồi chị muốn nuôi không em vô ngẫm ra cho chị rồi lúc đó là mẹ em cứ gọi tới ẩm qua đi ẩm ra là mẹ em nuôi luôn tới bây giờ luôn Anh rồi anh sinh năm mấy? em á Dạ. hả 1970 Rồi dạ. Rồi anh qua Mỹ là năm nào? như là 1992 á chị Qua năm một 1992. 1992 Dạ. Rồi gia đình ba mẹ nuôi, gia đình mẹ nuôi của anh đó có anh em gì không, con cái gì không? em có dắt mẹ nuôi em qua Mỹ với theo hai đứa em nữa Rồi hai đứa em của anh tên gì? nó một đứa thì tên Hồng còn đứa thì tên Sơn thì bây giờ cũng sống ở Texas luôn Rồi mẹ nuôi của anh không có chồng hả? Không có ông xã theo hả? không có ông xã theo mà giờ qua đây thì mới gặp gặp rồi hai hai ông bà cũng chết hết luôn rồi. Rồi trước khi chết á bà mới nói với em á bà mới nói với em là má muốn nói với cho con biết là con từ nào con má không dám nói với con đi tìm ba thì mẹ con đi ba mẹ con không biết ở đâu hết mẹ cũng không biết nằm ở đâu nữa rồi thôi con đi tìm đi rồi từ nào mẹ không dám nói với con rồi em mới trả lời với bà là nói thôi từ nào con biết má thôi thì má thôi má nói với con làm cái gì mất công mình thấy mình buồn luôn tới bây giờ luôn là 7 năm nay rồi bây giờ nó có chết này là 7 năm ngày nào cũng không biết tìm cha tìm mẹ đâu hết coi trên Facebook á thì cũng có thấy cái kiểu mà người ta đi tìm mẹ tìm cha rồi anh Randy em cũng đi tìm cha tìm mẹ mà người ta có tiền người ta đi được còn mình thì không có tiền mình không có đi đâu được hết á tại vì em ở đây đó em bị Mỹ Đen nó cố nó bắn viên đạn ở sau lưng nè rồi em giờ nó cho em ăn tiền bệnh rồi em phải nuôi đứa nhỏ con gái nữa bây giờ nó cũng 18, 19 rồi Anh khi anh tới Mỹ là anh làm công việc gì? em đi làm hãng chỗ này chỗ kia tùm lum hết rồi chị ạ xong rồi em đi học và sửa xe hơi á em cũng có đi phụ người ta hết mấy năm trời Rồi anh rồi giờ bị ăn cướp khi nào? bị ăn cướp hồi 2007 á Wow. Nó vô nhà anh hay là anh bắn ở ngoài ở đâu? chỗ em làm phụ sửa xe người ta đó chị Vô đó cướp luôn hả? anh vô đó làm cướp luôn rồi tụi em nói là với ông chủ nói là không có tiền bạc gì hết á rồi cái chấm nhau chạy chạy cái em nghe một cái đùng em nghe hai cái là mà bắn cái hộp em thì dính dính ở sau lưng ngay cái đùi đây nè nguyên một cái lỗ bự vậy Wow, ghê vậy dạ mà bây giờ em còn mấy cục bi á giống như bi xe đạp mình đó chị em còn 700 cục ở sau lưng á anh không quên mổ được Sao vậy? mổ ra nó nói chỉ có 2% sống thôi nó không dám mổ Wow. dạ còn thôi là nằm liệt luôn bị ai ta cũng chạy trốn hết là có mấy một Mỹ Đen á người ta gọi 911 á nó chạy lại cho một đống luôn cả mười mấy chiếc á rồi cảnh sát rồi này kia rồi máy bay ở trên rồi lúc đó nó bắt luôn 4 người đó luôn lúc đó là kiểu như khoảng 50 phút là cảnh sát lại bắt hết luôn mấy ông bắt được 4 thằng Mỹ Đen 4 thằng Mỹ Đen mà cảnh sát kia em ra tòa là mỗi một thằng nó cho là một thằng là 12 năm mà 4 thằng dạ rồi lúc đó rồi xong cái người người ta giúp giùm đi xin tiền bệnh cho em tiền disability đó chị rồi giờ xin đâu đó đàng hoàng rồi xin cho em có gì em có nhỏ con gái nữa rồi xin cho em có nhà có cửa ở mà em trả chỉ có 200 mấy một tháng thôi mà nó cho em được là 800 đồng
bảy trăm mấy, mà nó lên từ từ giờ thì nó được cũng được 1.000 đó chị. Lúc đó là có vợ, lúc đúng đang có vợ mà cái không cái tự nhiên cái mới bị đâu được đúng là 3 tuần á, 3 tuần cái vợ bỏ đi luôn. Dạ, là người Mỹ hay người Mỹ? Người Mỹ. Ồ, người Mỹ hả? Ồ, that's why. Bởi vì nó kiểu mình làm không có tiền á chị. Mà lúc mình đó hai vợ chồng sống với nhau lâu chưa? Em sống với nhau là nếu mà gần 6 năm, 7 năm á. À, lúc đó là con anh mấy tuổi? Con em mới sanh nhỏ một cái mới có 3 tháng à. Ồ, mới 3 tháng thôi á, là bỏ đi luôn đó. Rồi sau này có về nuôi con gì không? Thăm mặt của con, anh nuôi con gì không? Không, không thăm, không hỏi thăm, không gọi hỏi thăm, không gì hết luôn. À, rồi em mới nhờ, rồi em nằm đó rồi nhờ chồng sớm giúp, rồi người ta kiếm mua tả, mua sữa, mua này mua kia đó. Rồi người ta đem xuống người ta cho, rồi cô là người mà cũng làm cho trường học rồi đồ này kia đó, giúp cho người dân Việt Nam mình á. Về tất trịch này mà nói cô Lạc Hà với chú Tâm Hà là ai ta cũng biết hết á, chị coi trên Facebook chị cũng thấy chú Tâm Hà với cô Lạc Hà nữa mà. Chứ muốn giúp gì người Việt Nam mình đi làm bao cái giấy tờ để đi học, đi hành á. Tội quá hả? Dạ, rồi người ta giúp giùm. Rồi lúc mà, còn cái lúc kia thì mới ai cũng thấy, ai cũng khóc á. Rồi cái lúc em ẩm nhỏ đi lên lầu em thay tả đó, cho nhỏ đó là máu nó chảy mà từ ở dưới mà đi, từ dưới lầu mà đi lên tới trên lầu á. Đó là anh thuê ở trên lầu á hả? Lúc đó anh thuê chứ? Đúng rồi, bị nhà rồi ở dưới là kiểu như nó ăn nó uống rồi phòng khách rồi, còn trên là trên lầu để mình ngủ ngay á. Rồi người ta có quay lại luôn, người ta thấy về tội của anh ta giúp. Rồi người ta cảnh sát nó lại, nó hỏi bây giờ nếu mày nuôi con á thì người ta không có bắt, còn mày không nuôi con thì người ta bắt đi. Cái em mới quyết định là em nói gì tự em làm, em chịu trách nhiệm biết không, em phải nuôi con em cho lớn chứ em không có để con ai cho ai nuôi hết. Con của em nữa, rồi em nói thôi em nuôi, em không có để cho ai bắt nó hết á. Chừng nào mà tới chừng em nằm xuống thôi, nói vậy á, là nó không có bắt luôn, thôi nó để em nuôi tới giờ luôn. Và nó mới cho nhà cửa cho em ở rồi này kia đó, nuôi con đó. Là bây giờ con anh đã bao nhiêu tuổi rồi? Nó tuần sau này ngày 7 tây nó là được 19 tuổi rồi nè chị. Ồ vậy đó hả? Rồi con anh còn đi học không? Dạ nó ra trường hết rồi. Dạ nó ra high school nó ra hết đàng hoàng rồi chị. Đâu đó đàng hoàng hết rồi, em mừng mà. Dạ anh cũng đỡ rồi ha. Rồi con anh hiện tại đi làm hả? Dạ nó đi làm kiểu như nó mới đi làm đầu tiên đó chị. Rồi kiểu như cũng được mới có mấy ngày nay thôi. Kiểu như từ nhỏ lớn giờ nó chưa làm, bây giờ nó tập làm cho nó quen á. Rồi nó nói nó cũng thích lắm, nhưng mà thấy chị làm kiểu như cho part time á. Rồi về chỉ mệt quá, chỉ ngồi chỉ thở hè bóp chân bóp cẳng, mình thấy mình đứt ruột luôn á, mà mình không biết làm được gì phải không. Nhưng mà con anh đó là con đi làm công việc gì? Nó đi làm giống như qua mạc á chị. Nó đi xếp đồ ở trong qua mạc rồi này kia, giống như đứng tính tiền rồi này kia vậy đó, hay là đồ người ta trả lại là đi máng lại chỗ cũ vậy đó. Anh cũng cưng con quá ha. Rồi con anh biết tiếng Việt không, hay nói tiếng Anh không? Ồ chị, em nói người ta cười chứ. Em cho bỏ nó nhìn đói luôn, em nói mày phải nói với ta một câu là đói bụng quá đi ăn cơm. Mà không nói là không nói á chị. Không chịu nói là không chịu nói, chẳng thà nhịn đói không bao giờ nói một câu đó luôn. Rồi em thấy vậy em hoài rồi, cứ ngày nào cũng làm như vậy mà nó rốt cuộc nó không chịu ngành nhà luôn. Thằng con em cũng vậy chứ gì, em dạy nó tiếng Việt hoài, nó cứ nói tiếng Anh với em nói tiếng Việt nó hiểu, mà nó cứ nói lại tiếng Anh không. Con chỉ hiểu còn đỡ, còn con em không hiểu được một tiếng luôn á. Vậy đó hả? Dạ em nói với nó tiếng Việt nó cũng không hiểu luôn.
Anh 19 năm anh ở bên Texas đó thì người Việt cũng khá đông, mà trong 19 năm đó không có để ý câu nào sao? Rồi em cũng muốn lắm chị ơi, nhưng mà với lại mình thấy giờ mình hồi xưa mình làm ăn được, còn bây giờ mình làm ăn không được, còn tháng có mấy trăm bạc mà có con vậy rồi. Thứ nhất là dính vô rồi người ta nói con mày con tao, rồi thứ nhì nữa là người ta mình đâu có làm ra tiền ra bạc gì đâu, rồi mình bệnh hoạn nữa, rồi ai dám thương mình đó. Mình nghĩ vậy đó, em không dám quen ai hết luôn. Mình thấy mình không có tiền có bạc à. Thôi xe thì mấy đứa em mà em dắt qua Mỹ á, hồi xưa dắt qua Mỹ với bà già đó, mấy đứa em chúng nó hùng là nó mua cho nó chiếc này chứ em đâu có làm gì đâu mà ra tiền để mua xe mua cậu. Em cũng muốn kiếm chiếc xe truck đặng đi, mình đi sơn nhà sơn cửa rồi với người ta dữ lắm, nhưng mà em đâu làm gì ra tiền mà được 700 ngàn rồi đi đi mua được chiếc xe truck đem đi làm với người ta đâu. Anh là cái vết thương của anh hiện tại là mỗi khi trở trời còn đau hơn hay thỉnh thoảng anh còn uống thuốc không? Em uống thuốc giờ ngày nào em cũng uống thuốc hết, gì Vậy đó hả? ngày nào cũng uống 700 viên, 700 viên hết á. Là vết thương chất đạn vẫn còn ở trong người không lấy ra được đó. Rồi nó lắng vô cái xương sống mình á, với lại ngay cái đùi bên giờ bên bên hông cái mông đít nè, nó còn cái lỗ hơi nhỏ nhỏ đó chị. Hồi hồi đó nó bự nó sâu lắm, mà hồi lúc trưa mẹ em còn sống á, mẹ nuôi em á, mẹ em nuôi em còn sống, mẹ nuôi em cho ăn ba cái, người ta nói ăn tôm gì đó cho thịt nó lòi lên á. Bây giờ nó đỡ lắm rồi chị, giờ nó còn thấy khoảng cạn à, thiếu à, cỡ cỡ bằng cái giống như cái giá mình múc nước rồi vậy, nó lỗ nhỏ vậy thôi. Cái gì mà cái giá mà nhỏ hả? Cái giá là nó cũng bự lắm, cái muỗng là cái giá. Dạ mà anh thấy giờ đêm rờ rào kiểu như nó cũng muốn bứt rồi đó, nhưng mà nó tức là nó không có ấy, nhưng mà cũng còn hủng, nhưng mà một khúc vậy thôi, giống như cái chảo vậy đó, xuống vậy đó. Mẹ nuôi của anh cũng thương anh quá Dạ ha. bà chết rồi, xong rồi em cũng giống như là cục tay luôn. Hồi trước á, thì trên kênh của em cũng có anh like thì cũng thử ADN cũng lâu tìm được cha đó, nhưng mà cha anh ấy cũng đi đi lính bị chết ở Việt Nam, tìm ra địa chỉ tìm ra được nơi chôn ba anh ấy luôn. Nhưng mà hôm đó là có anh ở bên hội tình lai hỗ trợ em về vấn đề thử ADN. Còn bây giờ thì để anh lên video này thì em hỏi ý kiến của anh đó như thế nào? Em không có ai giúp em đâu chị, ở đây em xin nghe nói thôi, em đi thử đi đi anh đi em mà không ai giúp giùm hết. Thôi em nói cho em đi xin chỗ này chỗ kia chỗ nọ luôn á, mà không ai giúp hết. Hỏi những người có internet để đăng lên á giùm cũng không ai giúp giùm luôn. Tìm cái chỗ mà thử DNA đó người ta cũng không giúp giùm luôn á. Thôi em nói thôi, thôi em ơi để luôn nó tới bây giờ đó, chứ chứ Là em cũng chỗ anh muốn là có chỗ đi thử tìm cũng lưu lắm chứ, vân hả? bởi vì em thấy người ta đi tìm, thấy người ta được cha được mẹ này kia, thấy mình mừng. Hắn là em coi đó là em khóc à, kỳ. em coi đó là em khóc, em thấy kiểu mình ai cũng tìm được cha được mẹ, còn mình thì cũng giống như nằm giữa biển có hột tiêu nhỏ xíu vậy. Em cứ nghĩ vậy thôi, thì thôi số phận mình nói như vậy rồi, nói như vậy thôi, em để luôn tới giờ luôn. Ở bên chỗ anh có người chọn người về thử ADN. Không em không biết chị ơi, vì từ nào em không có, vì em tính đi làm rồi mà đi hỏi tùm lum cũng không ai giúp, em cũng đâu biết đường nào đâu đi Nhưng mà sao anh nhận nói là thử ADN ở anh? Đà Lạt á, nhưng mình có thử là không phải là cái chuyện mà giống như thử máu rồi này kia bệnh hoạn hay gì thôi, chứ nó không có cái vụ mà đi tìm cha tìm mẹ cho mình Thử máu hả? Đó thử là này khác. kia vậy đó, nhưng mà nó có cái kiểu mà đi tìm cha tìm mẹ cho mình, nó không có làm cái kiểu đó. Em không biết ở đâu luôn, có nhiều người cũng biết lắm chứ, nhưng mà em mà người ta đâu có nói gì đâu. Anh rồi bây giờ thời gian của anh rảnh rỗi, anh có thể xin công việc như là lặt vặt làm mà nhà hàng hay gì làm được mà phải không? Nhà hàng hay làm việc lặt vặt được mà hả? Nếu em làm thì cũng được, nhưng mà em đứng cái chút xíu phải hai cái đầu gối em phải chịu vô
giống như ở nhà chị mà nó có cái lách để mình bỏ đồ dưới rồi mình đứng chịu ra đó, đóng cửa đóng lại đó, giống như bỏ đồ rửa chén đồ này ở dưới cái chỗ mình cái sân mình rửa chén đó, có hai cái nắp đó, em đứng em hai cái đầu gối em phải chịu như đó. Đứng lâu không được. Mới đứng thì không sao nhưng mà em đứng khoảng 3 phút 5 phút á là bắt đầu cái lưng em nó đau á, kiểu mình khom vậy nè, khom khom vô vậy cái lưng nó đau á, em phải chịu hai cái đầu gối vô đó, rồi hai cái tay em nè em phải chống xuống cái sinh đó rồi em mới rửa chén được á. Vậy là anh bị nặng, rất là nặng, đâu có làm gì được nữa, đứng có mấy phút mà bị vậy là đâu được, đâu làm được nữa. À, tại vì có nhiều người người ta không hiểu mình đó, người ta nói tướng nó bự con vậy mà nó không đi làm hay xin đi cuốn rau hay làm rau làm cải rồi này kia, tại người ta không hiểu ở trong em làm đứng 3 phút 5 phút là nó nhức dữ lắm, nó người ta không hiểu người ta nói vậy thôi chứ em tại tự mình hiểu thôi, tại mình nói không có ai tin đâu chị ơi. Mà cả những người quen biết mình nói người ta cũng đâu có tin đâu, người ta chỉ thấy cái tướng mình bự vậy thôi chứ người ta đâu có biết ở trong mình là sao đâu. Anh mà sao khi bị bắn như thế rồi mấy người kia đi tù rồi anh chỉ về là bị được chính phủ là cho anh tiền mỗi tháng vậy chứ đâu có được ai đền tiền gì đâu phải không? Không chỉ có tiền đó thôi, với tiền 200 của tiền đồ ăn của nhỏ bé thôi. Rồi hiện tại giờ người ta còn cho anh tiền phút tem không? Còn chị rồi còn nhưng mà mấy tháng nay hình như nó đi làm rồi, em có báo lên trận á là như là 2 tháng nay không có cho, tại vì mình đi làm mình báo lên cho nó đó chị. Mà sao anh kêu con anh ấy con bé nó chọn làm qua mạc hả? Sao không đi làm neo là nó lương nó sẽ cao hơn, đi làm qua mạc lương thấp lắm. Nó đòi đi lính đó chị, mà em thấy nó nói tướng mày bự vậy mà đi lính đi, nó bự hơn em nữa. Vậy đó hả? Tính Dạ bự đi lính mới phải chứ, bự cao nhiều. nó cao cũng gần 1m7 á, mà nó bự con nó cao lắm, Mập hả hay là ốm? nó mập. Mập lắm hả? Dạ giống mẹ nó, cái chảo bự bởi vậy nó thấy nó cũng tự ái biết Anh nói chuyện cũng không. vui quá à. Nhưng mà trời cháu nuôi con rồi dễ thương ha. Nuôi con tới 19 tuổi một mình nuôi con luôn. Trời cũng khó khăn gian nan dữ à. Rồi em 2 đứa luôn mà chị. Anh 2 đứa lận hả? Dạ em 2 đứa, đứa 5 tuổi, đứa mấy tháng á, bây giờ đứa kia là 24 tuổi á. Bạn đứa 24 tuổi đâu? 24 tuổi có chồng nó đi rồi, Cũng người Mỹ luôn. Nó cũng cũng qua người mẹ Mỹ. luôn, một mẹ luôn. Nhỏ chị nó, nhỏ chị nó đứng còn cao ngang cho em, sắp sửa cho em hơi nách luôn à. Vậy đó. Rồi nhưng Dạ mà đi rồi nó có phụ huynh năm gì không? tuổi mẹ nó bỏ đi là 5 tuổi. Là bỏ 2 đứa lại cho anh nuôi hết luôn đó. Dạ một mình em nuôi 2 đứa luôn á. Trời ơi, đang bị thương nữa, đang bị thương mới mấy ngày thôi hả? Dạ em nuôi 2 đứa luôn á, Nhưng mà từ lúc đi giờ cô ấy có khi nào liên lạc lại với anh không? không bao giờ gọi mà không thèm nhắn tin không có gì hết á. Không gặp luôn hả? Mất luôn đó Dạ hả? không gặp luôn. Nhưng mà khi đi rồi có nói gì với anh không? Hay là có viết thư để lại không? Không có viết thơ, không nói gì hết rồi. Nó nói giờ thôi tao tao nuôi không nổi vậy thôi, mày nuôi đi, tao cái cảnh này tao chịu không nổi phải không. Rồi nó nói vậy thôi, nó đi vậy, nó ok vậy thôi, mày đi 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 con, tao tao nuôi vậy thôi, con tao tao nuôi thôi, mày không nuôi thôi. Bởi vậy mẹ nó tụi nó cũng bây giờ cũng đâu thèm nói chuyện với mẹ nó đâu. Nó Nhưng làm mà hả? em có nói với ông, bởi vì em là cái thằng là kiểu như không có ông cha ông mẹ, rồi em mới nói thôi tụi con ráng đi, em nói với tụi nó bằng tiếng Anh, em nói thôi dù sao cũng sanh đẻ mày ra biết không, tao là ông cha ông mẹ, tao biết cái cảnh ông cha ông mẹ nó khổ lắm, nó đau khổ lắm. Em nói nó từ từ cho nó nói chuyện với cha mẹ với mẹ con đi cho nó vui, dù sao cũng có mẹ có con cho nó đỡ buồn, dù sao bỏ bỏ nó đi vậy thôi cũng đừng giận bả biết không, vì nói chuyện với bả đi cho nó vui.
đi như vậy nhưng mà vẫn ở gần đó hả? Ở Oklahoma chạy gần 4 tiếng đó chị. Dạ, ở chỗ bang Oklahoma. Dạ, còn em ở Forward. Mà không nói chuyện với anh thì có nói chuyện với các con không? Cũng không nói chuyện với các con luôn. Lúc ngày Tết á, nó có send địa chỉ. Em nói mày send cho tao địa chỉ đi, tao tao chở con lên cho nó thăm mày. Rồi nó, anh cũng nói, em cũng nói đâu đó rõ ràng hết cho nó, cho tụi nó nghe, nó hiểu, cái nó thông cảm mẹ nó. Nó nói ok vậy thôi, mày chở mẹ tao, tao đi thăm mẹ tao đây. Chở qua tuốt được 4-5 tiếng bệnh rồi qua cũng bắt tay giúp hết vậy thôi, về thôi chứ không có gì hết. Rồi em ra xe em ngồi, rồi mấy mẹ con nó vui vẻ trọng á, thì nó về nó cũng có kể với em, nó tao gặp mẹ tao cũng vui. Nói mười mấy năm rồi giờ tao mới gặp mẹ tao. Nó nói vậy thì mình nghe mình cũng mừng trong bụng, biết chưa không? Mình thấy mẹ con nó nói chuyện nhau, nó cũng mình cũng mừng trong bụng. Nhiều khi cái nhiều khi ba cái chuyện mà thí dụ gái mới lớn lên mà ba cái vụ đàn bà đồ này kia, nhiều khi em cũng không có biết, phải không? Rồi em nói nó, nếu mà ba cái vụ đó thì tao không biết thì mày gọi hỏi mẹ mày, mẹ mày chỉ sao sao cho mày. Chứ tao là tao không có biết mấy cái chuyện đó. Đó rồi cái bắt đầu nó mới chịu, nói chuyện rồi mẹ nó chỉ lúc mà nó 17, 18 tuổi này kia gì vậy tùm lum như vụ đàn bà đó, rồi nó hỏi mẹ nó không. Anh cũng tốt quá ha. Nhưng mà bà xã chứ anh bỏ đi xong rồi anh lập gia đình khác không? Em không biết chưa. Nghe nói hình như nó cũng hai ba ông gì đó, em không biết rồi. Thôi em không nói thôi. Em đã mày làm cho tao đau khổ một lần khổ rồi, tao không sợ, tao sợ lần thứ hai lắm. Bởi vì từ đó và em thấy cái cảnh đó em sợ, cái em nằm luôn mình luôn, tới bây giờ không dám làm quen ai hết. Cái thứ nhất vậy, cái thứ nhì rồi nghĩ con mày con tao rồi này kia chùm lum hết đó, rồi em sợ cái đó nữa. Rồi cái thứ ba nữa là mình bệnh hoạn nữa, rồi mình không tiền không bạc nữa, đủ thứ hết rồi. Thôi em nằm luôn mình tới giờ. Thì thấy em rồi. em để đâu là nó dài dữ lắm á chị, bít bùng luôn á mà em không để. Nhưng mà giờ là con lớn rồi, có nghĩ tới cho mình chưa? Ai dám thương em chị ơi, chị giờ em xấu xí vậy ai dám thương em. Mà không tiền không bạc nữa, không nghề không nghiệp, em chỉ xây nhà xây cửa em làm được, chồng tới em nuôi em làm được. Nhưng mà những cái người nào hiểu mình á thì được, còn mà những người nào người ta không hiểu là khó lắm chị. Em cũng muốn nghĩ cho em lắm chứ, nhưng mà em sợ mai mốt nó nằm xuống không ai cạo gió chứ cho em uống thuốc vậy thôi, cái bệnh em á. Em chỉ sợ là sợ vậy thôi. Qua đây tới giờ là chưa bao giờ về quê luôn đó. Em là em 20 ngày 4 tháng 4 năm 92 á, tới giờ em chưa đi với chị. Đâu có ai giúp cho em đâu đi. Nhưng mà em cũng có bà chị nuôi, bà già nuôi rồi này kia, rồi chờ chị nuôi, rồi anh nuôi, chú nuôi gì cũng chết hết rồi. Mà em cũng không về đốt cho người ta được cây nhang nữa. Thôi trời biết đất biết, bụng dạ mình biết chứ ông trời không biết đâu, trời biết giờ chứ. Em chỉ nghĩ vậy thôi chứ. Dạ. Yeah. Qua đây đi muốn về cũng cả một hành trình chứ không có dễ muốn về được đâu. Dạ. Anh có còn muốn chia sẻ về vấn đề gì về mẹ, người mẹ mà anh chưa từng gặp mặt không? Anh có thể chia sẻ lại xong rồi chúng ta sẽ kết thúc video ở đây. Không, nếu mà mẹ em á thì mà nếu mà có biết em nói cho anh này thì em ở ngay khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh đó. Là con của bà Hai Nen bán bánh canh trước đi công an á, chỗ cây sai cũ hồi xưa á. Là mẹ em biết rồi, xong rồi chị cho cái số điện thoại đó, có gì gọi chị xong rồi cho em nói chuyện với mẹ em cũng được. Em cũng cần, trước khi em kiểu như em cần chết rồi em muốn nói chuyện với mẹ em câu cũng được, phải không? Không biết mặt biết mày thôi chứ cũng không có gì. Rồi nhưng mà anh có khi nào anh nghĩ là thí dụ tìm được mẹ anh về Việt Nam không?
Nếu mà tìm việc mẹ thì từ từ hỏi mấy đứa em giúp thôi mới về được thôi, chứ em không biết làm sao không về luôn nữa. Nhưng mà giấy tờ anh có đầy đủ mà, đâu lo coi, chỉ thiếu tiền thôi phải không? Dạ Giấy tờ thì anh có đầy đủ rồi, chỉ có thiếu tiền thôi phải không? dạ giấy tờ em có đầy đủ, em không có mất giấy tờ bất cứ gì đó, thẻ xanh rồi an ninh xã hội rồi này kia em có đầy đủ hết, có giấy bác sĩ luôn, đầy đủ luôn, không có gì, không thiếu gì hết, chỉ thiếu tiền về thôi. Thiếu tiền về thôi. Dạ Ok anh. Dạ mà nghe 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 người ta nói về tới 4-5 ngàn đô gì rồi, trời ơi làm sao em tìm ra được chỗ đó, em đi về mà tìm được mẹ rồi không biết làm sao nữa. à, cái đó khi nào tìm được mẹ. Thật ra nếu mà mình về tháng 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 9, tháng 10 á, tháng mà đừng có tháng, đừng phải là tháng hè thì nó rẻ, tiền vé rẻ, còn mấy tháng hè thì vé nó mắc thôi. Ok anh có thể, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha, anh có thể chào cộng đồng rồi. Dạ em xin chào tất cả cộng đồng, nếu mà cộng đồng có nghe này thì giúp em tìm mẹ em giùm, em xin rất là cảm ơn chị, tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, sống mãi trẻ mãi không già, đừng để bệnh hoạn giống như em là khổ lắm. Qua video là có cô nào để ý thương anh đó, thì có cho anh có cho số phone không? Cái đó tùy ý chị thôi, nếu À, mà người ta coi được vậy người ta thấy đó, thì nếu mà người ta muốn nói thì chị cứ cho thôi. ok anh, nhiều khi người ta cảm Dạ thấy quá quan cảm chị thì sao? cứ cho đi, nếu mà người ta muốn nói chuyện thì chị cứ cho giùm em đi, để nói chuyện, nhiều khi em cũng muốn nói chuyện cho nó đỡ buồn, chị hiểu không? Vì có mình em mà, giờ đó em chở nhỏ đi làm rồi em ra đây nè, em ngồi ở nhà buồn quá em ra cây xăng em ngồi em chơi nữa đó, ra Anh ra ở ngoài đường em đậu ngồi đỡ buồn của mình vậy khu thôi. ở chỗ anh À, ở Việt Đông không? cũng đông lắm chứ mà người người Mỹ đen thì nhiều, tại em ở trong cái phần mà em đang tìm nhà ngoài á, dạ tại nhà nước cho em cái giấy mà giống như em muốn chuyển đi đâu nhà đi đâu cũng được hết á, Sướng hả? nhà mà là cứ nó gọi là bao chờ á chị, chứ gọi citizenship á, chuyển đi đâu cũng được hết á, mà em đang tìm nhà không có được, Mình chuyển đi đâu tìm cũng được hết thì nhà nước cho thôi nhà đúng không? dạ nó cho nhà em là một, nó cho em là 1.300 đồng một tháng á, mà em tìm thấy nhà rồi là 1.600, 1.700 không, như nó nói cỡ đó, nó không có nhiều quá, nó không có giúp biết em, bị nó giúp nhiều người chứ không phải là mình tìm theo đúng cái số tiền đó thì được. Nếu mà mình mua bướm nó cao hơn vậy thì mình phải trả thêm ha, tiền của mình. Dạ đúng rồi, đúng rồi, 1.300, 1.600 là mình phải trả thêm 300, 400 tiền của mình thêm nữa, rồi tính là điện nước nữa, rồi điện nước nhỏ con em nó xài dữ lắm chị ơi, em tắt máy lạnh chút xíu cái nó khóc rồi, em tháng nào em cũng trả 150, 170 không á, mà nhà có 2 phòng có 2 cha con thôi nha, mà tháng nào em phải trả 150, 170 không á. Vừa làm cha vừa làm mẹ luôn ha, 20 năm rồi ha. Giỏi quá hả. Dạ bây giờ đỡ cho chị, hồi xưa em vừa nấu cơm xong ha, em vừa nấu cơm xong cái em chạy qua em bỏ đồ vô em giặt đồ xong cái em vừa bỏ vô giặt đồ cái em chạy lên em tắm cho nó, em tắm cho nó xong rồi xuống rồi chạy cho đốt cho nó ăn rồi đi lên rồi quấn ba cái quần cái áo này kia sẵn rồi mai cho chở bỏ nó vô nhà trẻ, em nói hả ngày nào cũng như ngày đó mà 20 mấy năm á chị. Là thời đó anh là anh đi làm mà làm là sân nhà đó hả? Hồi đó em đi làm nhà em làm cho cái phật anh á, nhưng phật mà cái gì trong đó em làm cũng được hết á, điện nước sơn cái gì em làm, máy lạnh này kia em làm được cái trong đó được hết á, nhưng mà có những cái em phật manh nó thì được, mấy mấy cái phật manh ta có mấy cái máy lạnh nhỏ nhỏ gì ta bỏ ngay cửa sổ á chị, nhưng máy lạnh bự bự rồi chứ ở trong đó là gì ống nước cái gì em làm được hết á, sơn nhà sơn cửa em cũng làm được luôn, Nhưng mà sao làm phận minh mới được mà làm nhà không được là sao? nó làm nhà được luôn chứ chị, nó làm điện đùng này kia là mình phải cần cái bằng mới mới được, còn mình không
không có bằng nó không có cho làm. Dạ, em cũng biết lắm đó, chứ mà tại vì nhiều người ta đâu có biết đâu. Người ta cứ nghĩ là mình nói dóc nói xạo thôi, chứ người ta đâu có biết mình nói làm cái đó hồi xưa đâu. Em làm cái nghề đó là mấy năm trời em nuôi con em mà. Người ta đâu có hiểu biết đâu, người ta đâu có ấy đâu. Em làm phòng ăn là cái gì em cũng làm hết trong đó đó. Rồi xe, sửa xe hơi em cũng có đi học qua cũng trong mấy năm trời chứ bộ. Vậy đó. Em cũng nhiều nghề lắm á. Nhưng mà nó lặt nhặt nhiều lắm. Ok anh, bye anh nha. Hy vọng là sẽ mang anh tốt lành lại cho anh ha. Anh chào khán giả anh em ha. Dạ, em xin chào khán giả nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Có gì chị giúp nếu mà cô nào mà sao cũng được. Nhưng mà cảm thấy hạp với mình giống như của mình đó, thì chị cứ cho số điện thoại giùm em nói chuyện đỡ buồn chị. Ok anh, bye anh. Không cần hỏi em đâu. Chị cho thẳng, nó gọi chị cho thẳng, gọi em là được, rồi nói chuyện đỡ buồn. Okay, không, nếu mà người ta thấy mình hợp với nhau thì đâu biết được hả chị? Đúng rồi, đâu biết được. Duyên nợ mà. Nhiều khi người ta thấy hoàn cảnh, người ta cùng đồng cảm, người ta chia sẻ nhau thôi. Giờ dạ đúng rồi đó. Gấp gáp đúng rồi đó. Công chung thôi, mà thổi công chung thôi phải không? Giờ dạ đúng rồi. Vợ, chưa có vợ thì còn ấy vậy, nhưng mà có vợ thì phải cố gắng. Vậy phải không? Vậy thôi. Dạ đúng rồi. Em chắc cũng khoảng nhỏ nó cũng có bồ rồi, nó mới có bạn trai, là nó có chồng nó đi, giống như nhỏ kia là chỉ có mình ông già thôi, lúc đó kia có ông bà được mà đâu sao đó. bà cô lớn, cô con lớn của anh đó có phụ anh không? Nó phụ em cũng không lấy nữa chị. Em có nhiều khi em không muốn bạn trai nó nói em này kia chị đó. Nó mày làm mà mày lo mày phụ cho cha cho ba cho mẹ mày không, rồi lúc đó rồi khổ sở cho em nữa, mang tội nữa. Thôi em thôi em không dám lấy, chẳng thà em đi xin mấy đứa em không tiền đi xin mấy đứa đó được. Nhưng mà con em là em không có lấy cái mức công nó đổi thừa chị đó. Nó nói mày làm mày lo cho ba mày không, mà mày đâu có lo cho tao đâu. Rồi lúc đó cái hạnh phúc nó tan vỡ, cái nó đổi thừa mình nữa. Lúc đó em nằm ngủ không được đâu chị, tim em nó cắn rất nó xé, còn hơn là bị vợ bỏ nữa đó chị. Chà tốt quá à. Ok anh, dạ bye anh nha. Dạ cảm ơn chị, bye chị nha. Xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.